chung kết trong xe đấu đầu tiên. Quân bên phía bên mình là Summer và có vẻ là Sang đến từ tuyển thủ nào một. Một bãi quả xấu đến từ cái thủ Gandhi. Không. Nó một cầm cho Son chứ không phải là Sang. Sang phép 2. Quân bên phía đội bạn mới là Sang và Sam. Bên mình cũng Sam là Sang nhưng mà Sang fake 2. Bãi quả quá sâu lên từ game thủ đầu 1. Một bãi hiếu phụ 5 con là được gấp rút đưa về nhà chính để tránh bị nhận chậm dân. Gần đi đã có voi về nhà chính. Đã có một cánh rừng già và một cánh rừng thông. Một con hiệu có vẻ đứng khá là vô duyên. Một con hiệu lẻ. Bởi hiệu có một con hiệu. Phía nhà rất khung. Một nhà kín đến từ game thủ Gandhi. Thêm một voi, một quả phụ. Quay sang màn hình máy của game thủ nước 1. 17/20. Đã còn 5 con hươu được đá về nhà chính. Đã thêm thấy thêm đồ ăn gì nữa chưa? Thì nhà khá nhiều dốc và vực. Bài khá đói từ game thủ nô 1. Quân đã xấu. Đồ ăn còn xa. Còn sư tử này. Bảy hiệu 5 con. Chỉ giờ chỉ còn 4 con. Một bài đã dò khoảng hơn 20% đến từ nô 1 mà đồ ăn rất ít. Bãi quả đầu thì một cây tự nhiên lòi ra ngoài bãi đá. Nô 1 đang phải ép mắc binh bãi hiệu 5-1 này. Đã có một bãi quả phụ ở xa. 23/24. Quay sang một chút với màn hình máy của game thủ Gandhi. Một bài có vẻ như là 6 voi. Cũng 23/24 cũng đánh chém. Rất may dần của Summer. Lực là khỏe đến từ Gandhi. Blop cầm sang lên đời rất sớm. Nhưng 22 có vẻ là bài nghèo. Gandhi sẽ kích được khoảng 10 hay x. Không, tầm 11 x thôi.
học vẫn phải 2x khi BM chưa được thiết kế và lượng thực dồn lên là khá chậm. Bên lớp cũng đang có điểm số khá cao. Một bậy vàng quá xấu. He lên đời muộn nhưng mà thế nhà là khung. Summer đến từ game thủ He. Tôi tạt cánh luôn thủ của Gunny. Quay sang màn hình máy game thủ nó một. Bây giờ mới có do. Bài của game thủ với lớp hình như cũng đã có hai voi đã về nhà chính. Thấy hai xác voi đã được rỉa thịt hết. Một T. Bài thế bài khá dễ đánh cho hai game thủ với lớp và He khi được cầm sang và Summer. Summer của He và sang của với lớp đánh chém. Một bãi cỏ phụ. Hai lời sóc đều đến từ Gunny. Dân ăn hoang của game thủ về lớp đâu hết. Đây. Đang sách giỏ. Cả dân của He giỏ ăn hoang khá xa giữa bản đồ. Một thêm một A nữa đến từ game thủ Gunny. Hè ăn hoàng này thì có lẽ là anh cũng sẽ không khỏe. Nó một tham lai chỉ còn 18/20. 18/28. Khoanh được khoảng 3-4 cái ruộng quanh nhà chính. Một P thủ lại. Sang liệu có đủ lực để lên bánh xe sớm. Thêm một chiếc ruộng nữa đến từ game thủ nó một. 4 cái ruộng. Cánh rừng, chiếc BS đánh đóng cánh rừng khá xấu. Một tên tắt cánh của Velop sang nhà của Gunny. Một tên vẻ rất khét đến từ thủ He He. Bốn con cung R đều nở phía bên trong. Tiếp tục một tên đặt cánh. Xe của V-Lớp đã có bánh xe. Rừng của game thủ He là cũng xấu khi có hai cánh rừng dừa quanh nhà. Một thế phải sóc rất châu quân để mới có thể giành chiến thắng của hai game thủ bên phía No1 và Gunny. Gunny đang sang bắn phu cho game thủ No1. Tham lai 26/32. Quay sang menu 1. 28/32. Công phu và nhà với lớp. Rất đen là có cả tơn cung R và He. Một tên lạc đà của bên lớp đang tạt sang nhà bên phía game thủ Gunny.
Quay sang bên anh bé con gắn đi. Rất đông lạc đà của Vlog. Thế nhà khá xấu của He He khi quanh nhà anh chỉ có những cánh rừng thông và cánh rừng dừa. Có lẽ He He cũng không thể quá khỏe được trong trận đấu này. Ba sáu trên ba sáu là tham lai của thủ nô 1, vẫn giữ tham rất tốt. Còn vẫn có khoảng 10 cái ruộng xung quanh nhà chính. Về lớp sóc sóc châu lạc đà trong trận đấu này để chống lại chém của nô 1. Nô 1 vẫn chơi lên giáp cho những con chém của mình. Một P. Thêm một P nữa dành cho game thủ nô 1. Quá nhiều lạc đà những game thủ về lớp khi cầm sang. Một bài lên sớm được khỏe của game thủ về lớp. Tuy thế nhà là không phải đẹp nhưng mà turn off khá đau. Quá khó. Tỷ số là 3-2 cho Vlog và He trong trận đấu đầu tiên.